Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 2017 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 104,25 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 51.890 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,284% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ đứng ở mức 79,29 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng lên mức cao nhất gần một tuần trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà đồng bạc xanh giảm nhẹ và căng thẳng leo thang ở Trung Đông ngày càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Theo chiến lược gia của LC Zerurong cho biết, với những diễn biến địa chính trị gần đây khiến căng thẳng kéo dài hơn, kim loại quý đang tìm thấy một số lực kéo mới đối với dòng chảy trú ẩn an toàn. Theo nhà phân tích kỹ thuật quang tao của hãng tin Reuters cho biết, giá vàng giao ngay có thể tăng lên 2027 cho đến 2031 đô la Mỹ trên một ounce khi nó đã vượt qua kênh giảm giá. Tâm lý thị trường cũng được cải thiện sau khi quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu đó là Trung Quốc nối lại hoạt động thương mại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần. Trong khi đó, theo Semerford Watson, các thị trường dự kiến có khoảng 77% khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 6 năm nay. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Trọng tâm của thị trường đang chờ đợi Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 năm 2024 diễn ra vào ngày 21 tháng 2 để có thêm manh mối về thời điểm Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất. Còn theo trang investing.com, giá vàng tìm thấy hỗ trợ ở ngưỡng giá 2.000 đô la Mỹ trên một ounce nhưng vẫn lo lắng về lãi suất của Fed. Theo đó, giá vàng tăng trong phiên này kéo dài sự phục hồi từ mức thấp nhất trong một tháng khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng gần đây. Mặc dù lo ngại về lãi suất cao hơn trong thời gian dài của Mỹ khiến giá kim loại quý này chủ yếu dao động trong phạm vi hẹp, giá vàng đã nhanh chóng phá vỡ mức 2.000 đô la Mỹ trên một ounce vào đầu tháng 2 do chỉ số lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến, cho thấy các nhà giao dịch phần lớn đã đánh giá thấp triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Mặc dù vàng đã phục hồi trở lại trên mức hỗ trợ trong hai phiên vừa qua, nhưng phần lớn nó vẫn nằm trong phạm vi giao dịch từ 2.000 cho đến 2.050 đô la Mỹ trên một ounce được thiết lập kể từ giữa tháng 1. Kim loại quý đã phải vật lộn để đạt giữ giá khi đối mặt với tình trạng lạm phát ở Mỹ và triển vọng diều hâu về lãi suất của Fed. Sức mạnh của đồng bạc xanh đè nặng lên vàng khi đồng bạc xanh vẫn ở mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn là điểm báo xấu đối với vàng vì chúng làm tăng chi phí cơ hội khi đầu tư vào kim loại quý này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua là ngày 19 tháng 2 cũng là ngày vía thần tài. Các mặt hàng vàng trong nước đều giảm mạnh so với kết thúc phiên hôm qua. Trong đó, vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm giá cao nhất lên tới 800.000 đồng trên lượng so với phiên trước đó. Cụ thể, cuối ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 75 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78 triệu đồng trên lượng, tương đương mức giảm là 800.000 đồng trên lượng mua vào, 400.000 đồng trên lượng bán ra. Đây cũng là vùng giá cao nhất trên thị trường mà vàng miếng SJC có được. Trước đó mở cửa phiên giao dịch ngày vía thần tài, giá bán vàng miếng SJC có xuống giảm nhẹ, nhưng từ 9 giờ cho đến khoảng 13 giờ chiều, thương hiệu vàng quốc gia đã có 4 lần điều chỉnh khiến giá vàng miếng giảm nhanh. Tuy nhiên, chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đã bị đẩy lên một mức rất cao là 3 triệu đồng chiều một lượng. Như vậy, ai mua vàng miếng SJC tại công ty này từ phiên sáng thì đến chiều tối đang mất khoảng 3,8 triệu đồng chiều một lượng. Biến động giảm cũng được ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn, tuy nhiên mức độ giảm khá khiêm tốn. Với mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chỉ giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua, nhưng chiều bán ra giữ nguyên, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua mua vào ở mức 63,3 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,7 triệu đồng trên lượng. Với Doji thì cũng giảm 200.000 đồng trên lượng và đóng cửa mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn Hưng Thịnh Vượng ở mức 64 triệu đồng trên lượng mua vào, 65,45 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua mua vào mức 24.330 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.700 đồng trên đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, sau khi điều chỉnh giảm mạnh tới 250 đồng trên đô la Mỹ mua vào, 220 đồng trên đô la Mỹ bán ra trong phiên cuối ngày hôm qua, đến thời điểm này tạm thời không có điều chỉnh, được mua vào mức 24.900 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.000 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.500.000, bán ra 7.800.000. Sau khi giảm 800.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên lượng bán ra, hay là giảm 80.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, đến thời điểm này tạm thời không có điều chỉnh. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức rất cao, 3 triệu đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.500.000, bán ra 7.802.000, giảm 80.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.500.000, bán ra 7.795.000, giảm 80.000 ở chiều mua, 45.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.490.000, bán ra 7.790.000, giảm 85.000 ở chiều mua, 45.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.520.000, bán ra 7.800.000, giảm 60.000 ở chiều mua, 10.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.525.000, bán ra 7.800.000, giảm 60.000 ở chiều mua vào, 5.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.580.000, bán ra 7.730.000, tăng 50.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.500.000, bán ra 7.700.000, giảm 100.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.490.000, bán ra 7.790.000, giảm 85.000 ở chiều mua, 45.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.500.000, bán ra 7.802.000, giảm 80.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua cũng bằng một phiên giảm mạnh, giảm 800.000 đồng trên lượng mua vào, 400.000 đồng trên lượng bán ra, hay là giảm 80.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 3 triệu đến 3.060.000 đồng trên một lượng và đã được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.500.000, bán ra 7.802.000. STC Huế mua vào 7.497.000, bán ra 7.802.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.500.000, bán ra 7.800.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.500.000, bán ra 7.802.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.802.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.330.000, bán ra 6.470.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.330.000, bán ra 6.480.000. Vàng bộ số 9 mua vào 6.310.000, bán ra 6.430.000. Vàng 24K mua vào 6.216.300.000, bán ra 6.366.300.000. Vàng 18K mua vào 4.638.000, bán ra 4.838.000. Vàng 14K mua vào 3.564.100.000, bán ra 3.764.100.000. Vàng 10K mua vào 2.496.600.000, bán ra 2.696.600.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.